và thường thì mình hay ăn các quán pizza như là Pizza Hut. Và khi mà đi được biết khi mà các quán pizza đó thì họ chủ yếu là làm bằng những cái bột bột khô. Tuy nhiên thì Ly đã phát hiện ra một địa chỉ cực kỳ hấp dẫn là bằng bột tươi nguyên chất hoàn toàn luôn. Và hiện nay thì Ly đang chuẩn bị vào quán để ăn và giới thiệu cho mọi người món ăn này nhé. Tại đây thì có rất nhiều là món pizza, ví dụ pizza Zucco Silakima hoặc pizza Miros by Chavis, nhất nhiều là pizza khác nữa. Và nếu mà đi một mình thì vẫn có một miếng nhỏ, đây là miếng nhỏ khá nhỏ, mọi người có thể tự ăn một mình được ạ.